Okay. Okay. Got it. Got it. Next one. Now you know how to play, right? Next one. Look and guess what topic it is. Please type in the chat box. Oh wow! Right now, do you have all right? Right. It's the the first one. Yeah, it's kind clothes. Clothes very good. The second topic, clothes. The next one. very fast around the town interesting zoo very close zoo we have two words zoo animals yeah they học phong cốc, right we have zoo animals zoo yeah. animals awesome next one amusement park that's awesome farm animals yeah right now they have yeah farm animals Farm animals. Correct. Yeah, now you know how to play. See more and more answers in the chat box. Next one. Mm. It's not easy, right? Hounds. Yeah, but you're so smart as teachers. <laughs> you're excellent students. They học kim down right now. And then they have đoàn okay? Yeah, we have hounds. The house. The house. We have living room and bedroom. We learn about different rooms and furniture in the house in this topic. Next one. Mm. Wanna see one more time? Friends, very cool. Classroom, daily routines, very cool. Yeah, daily routines or daily activities for students. Daily this, activities. Daily activities. What the students, what our students do every day. Okay, next one. Again. school outdoor activities i need more answers outdoor school activities okay one more time okay I will... free time activities yeah outdoor activities on a school so so what do you, our students do after school okay next one Mm, this is a little bit challenging, I think. Canteen, oh, very cool. Yeah, it may be. Maybe the students are in the canteen and what do they do there, right? Let's take a look again. Mm -mm you see dear friends free time activity lunch time wow i have to say that you are so smart you have kim down right jobs jobs you see the characters in the picture they do different jobs so the topic is jobs next one Hmm. One more time. Camping or picnic? Summer holiday. Cute. So this is, let me see the answer. Oh, holiday, picnic, camping? A camping trip. A camping trip. So camping is the correct answer, right? What do people do in the camping? We have. That's the first answers. Camping. Next one. This is a little bit difficult. Look at the houses. Look at the houses on the street. What are the differences between them? Shopping, places, shopping. Mm. So we learned about, I, I see one correct answers. Places. Places, different places and location on the street. we had like the mailbox, the mailman, post office, and bakery, through store, a lot. So we learn about places in town. So this is the end of the game. Very good. I see a lot of answers in the chat box and this is what I appreciate that. Vâng, chúng ta vừa mới trải qua một trò chơi là những cái chủ đề, chủ điểm trong English Discovery Lớp 4 thì thầy cô sẽ thấy rằng là những cái hình ảnh mà em Khánh vừa cắt ra nó nằm ở theme picture, tức là những hình ảnh mà khơi gợi chủ đề của bài học. Thì trong từng cái theme picture đó thầy cô thấy nó bao gồm rất là nhiều thông tin từ vựng. Thì thầy cô có thể dùng chính cái theme picture đầu mỗi unit đó cho học sinh critical thinking. Và cái phần trò chơi mà em Khánh mới vừa trình bày nó cũng là một phần games mà nó sẽ được biến đổi để trở thành một nội dung bài học. Thì thay vì chúng ta ngày xưa hay chơi trò chơi với flashcard thì hiện nay, hệ thống học liệu của English Discovery đã phát triển những trò chơi trên slide PowerPoint nó thú vị và nó có mang tính mới lạ dành cho học sinh tiểu học của chúng ta. Vâng, thì đó cũng là phần mở đầu. Rất cảm ơn các thầy cô đã tham gia rất là nhiệt tình với em ngày hôm nay. Và trong suốt buổi hôm nay, chúng ta sẽ có rất là nhiều những trò chơi khác nữa. Nên thầy cô chúng ta hãy ngồi sát bàn phím để chuẩn bị chúng ta tương tác nhiệt tình và chưa kể là cuối giờ cũng sẽ có phần quà dành cho thầy cô đạt điểm cao nhất trong trò chơi cuối cùng ok vâng à, đây là phần hội thảo sách tiếng anh lớp 4 english discovery và trong phần hội thảo này em khánh sẽ có thời lượng là một giờ ba phút để trùng trình bày với thầy cô lại các điểm chính của tài nguyên giảng dạy cũng như em khánh sẽ phân tích thêm thầy cô là vậy thì nếu như với những nguồn tài nguyên đó thực tế trong lớp học chúng ta ứng dụng linh hoạt như thế nào phần thứ hai em sẽ để mua một tiết học mẫu bằng phương pháp là sử dụng slideshow powerpoint là một hình thức mà thầy cô quen dùng nhất cũng như nó có sự linh hoạt trong việc sử dụng khi thầy cô thích thêm hoạt động này bớt hoạt động kia hay thay đổi hay là nhấn mạnh highlight thì thầy cô rất là quen với công cụ powerpoint rồi thì em khánh sẽ mô tiết học mẫu cách phân tích và đi bài dạy và phần này thì em khánh nhờ thầy cô là đóng vai học sinh và phần số 3 sẽ là phần demo phần mềm Acti teach Vậy thì ngoài slideshow PowerPoint thì công ty còn cung cấp một phần mềm dạy học là Acti teach thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm đó trong việc là giảng dạy cũng như là những cái hoạt động trong lớp học. Và em khánh cũng sẽ demo một trò chơi trên phần mềm Actitech để thầy cô. Và cuối cùng cũng sẽ là phần Q&A trong trường hợp thầy cô có bất kỳ câu hỏi gì cần liên hệ thêm. Vâng, à, phần đầu tiên về giới thiệu tổng quan về series này thì thầy cô chắc hẳn ngày hôm qua tham dự thì cũng đã biết English Discovery không chỉ có cấp tiểu học mà nó là một series xuyên suốt từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông và English Discovery tại chương trình giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam thì xuất phát điểm thì nó là một bộ giáo trình quốc tế nhưng đến tại chương trình tại Việt Nam thì được sự phối hợp giữa nhà xuất bản Pearson, nhà xuất bản đại học sư phạm và công ty cánh Bùm để đưa ra một chương trình tiếng Anh tại Việt Nam xác nhất thì và đối với series tiếng Anh tiểu học thì chúng ta có English Discovery lớp 1 và lớp 2 là nằm trong chương trình tiếng Anh tự chọn. Thầy cô sẽ thấy rằng là các nhân vật các bạn nhỏ lúc này nó mang tính chất là hoạt hình và chương trình tiếng Anh tự chọn thì nó nhấn mạnh cho học sinh khả năng nghe và nói. Các bạn trong một unit trong 8 tiết học các con chỉ học từ 8 đến 10 từ vựng rất đơn giản ví dụ như học về màu sắc, học về số đếm từ 1 đến 5, từ 1 đến 6. Các bạn học về về bố mẹ, về gia đình những chủ đề rất là cơ bản. Và nó nhấn mạnh cái tầm gọi là không khí trong lớp học Ví dụ các bạn có story, các bạn có một tiết học về bài hát Các bạn có một tiết học về project, cắt dáng, những cái nhân vật Hay là có những cái tiết tìm hiểu về cái tiếng Anh Nó rất là nhẹ nhàng và tự nhiên Cũng như là trong tất cả các dạng bài tập xuất hiện trong sách bài học cũng như sách bài tập của English Discovery lớp 1, lớp 2 thì cô sẽ thấy những dạng như là nghe và khoanh tròn, nối hay là tô màu thì nó rất là phù hợp với độ tuổi là các con bắt đầu tìm hiểu và làm quen với môn tiếng Anh. Và đối với series số 2, bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 4 và tiến tới lớp 5 là một series tiếng Anh bắt buộc dành cho học sinh tiểu học. Thì series tiếng Anh này từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì cả lớp 5 thì nó đều bám rất là sát với khung chương trình bởi quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái phần là kiến thức đưa cho học sinh hình thức cũng như là cái sự phát triển các kỹ năng thì đối với là series lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì cô sẽ thấy rằng là nó bồi dưỡng đầy đủ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết và ngoài ra nó còn nhấn mạnh những cái giá trị về Uh, những cái phát triển kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh Về sự tương tác nhiều hơn Ví dụ như đối với lớp 1, lớp 2 Thì cô thấy tương tác nó nằm ở chỗ là Hai bạn trò chuyện với nhau Thì đối với lớp 3, lớp 4 Với phần kỹ năng các bạn có phát triển kỹ năng Collaboration, làm việc nhóm Ví dụ như ở trong các thế học về project Thì cô sẽ thấy rằng là học sinh sẽ cùng một nhóm. Ví dụ có một project của lớp 3 là các bạn sẽ cùng một nhóm các bạn sẽ nói về cái mùa yêu thích của mình và vẽ một bức tranh chung của một nhóm về cái mùa yêu thích của mình sau đó trình bày. Thì đó là những cái nó yêu cầu nâng cấp hơn một chút về mặt kỹ năng của các bạn Cũng như là nó phát triển được những cái phần về nét văn hóa Đặc trưng của Việt Nam, đặc trưng của quốc tế Thì nó được nhấn mạnh hơn trong series tiếng Anh bắt buộc này Thì lớp 3 năm ngoái thì em Khánh ở tại Quảng Ninh Cũng có cơ hội làm việc trực tiếp offline tại hội trường với các thầy cô Thì năm nay cũng là hy vọng rằng là Elite Discovery Có thể đến rộng rãi hơn với các thầy cô ở tại Quảng Ninh Và như ngày hôm nay thì em Khánh sẽ trình bày thêm về phần tài nguyên bổ trợ. Thì đó là những phần ngày hôm qua em Khánh cũng có nốt lại những cái điểm chính nguồn tài nguyên. Thì đối với sách lớp 4, chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 chủ đề chính, là 10 cái hình ảnh lúc nãy mà chúng ta vừa mới chơi trò chơi với nhau đấy ạ, được trải dài trong 10 unit. Và mỗi unit chúng ta sẽ có 8 bài học để các bạn lần lượt tìm hiểu những cái điểm từ vận ngữ pháp cũng như là ứng dụng các điểm từ vận ngữ pháp đó chúng ta có 5 tiết ôn tập revision. Chúng ta có, thầy cô nhìn thấy ở đây có thể thấy ạ, mỗi hai unit chúng ta có hai tiết ôn tập thầy cô lưới chúng ta có hai tiết là là một bài ôn tập nhưng sẽ được ôn làm trong hai tiết và unit 2, unit 3 chúng ta cũng tương tự như vậy có những cái bài ôn tập và chúng ta có hai cái tiết ôn tập cuối kỳ bài kiểm tra học kỳ cũng được chuẩn bị sẵn và có tiết là uh, sửa bài Tax correction nó cũng nằm trong văn phối chương trình của bộ sách lớp 4 suy suốt trong một năm học. Và cấu trúc của English Discovery thì nhấn mạnh vào việc là học sinh sẽ khám phá tiếng Anh và ứng dụng tiếng Anh được một cách cao nhất. Dạy học theo đường hướng giao tiếp thì chúng ta sẽ có, thầy cô sẽ thấy rằng là phần từ vựng và ngữ pháp của một chủ đề thì giống như lớp 1 lớp 2 chúng ta chỉ có 8 từ vựng. Nhưng đối với cấp các cấp học lớn hơn thì để các bạn có thể nói được một câu thì 8 từ thì nó nó không có được uh, đủ nhưng mà để một ngày mà các bạn học từ 8 đến 10 từ vựng thì nó khá là nhiều. Chính vì vậy mà bộ sách đã thiết kế chia bài học từ vựng và ngữ pháp ra thành ba đơn vị nhỏ. Uh, bài số 1 chúng ta học 5 từ, một mẫu câu đơn giản. Bài số 3 học 5 từ, một mẫu câu đơn giản. Bài số 5 cũng tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ kết nối những cái phần kiến thức đã học để tạo thành những cái mẫu câu hoặc là những cái đoạn hội thoại ngắn mà một bạn hỏi một bạn sẽ là người trả lời và chúng ta có các tiết ôn tập xen kẽ tức là thầy cô lưới là chúng ta không chờ đến là học sinh học hết tất cả các điểm từ vựng và ngữ pháp chúng ta mới ôn tập mà tiết ôn tập nó sẽ nằm xen kẽ trong một unit để các bạn có thể thầy cô có thể là uh, tận dụng cơ hội để cho các bạn uh, sử dụng ngôn ngữ mà chúng ta vừa mới học target language được nhiều hơn và recycle kiến thức được tốt hơn và chúng ta có phần story tiết kể chuyện chúng ta có phần skill hoặc là project để giúp học sinh là đưa ra cái output của phần học của mình vâng về phần tài nguyên giảng dạy thì thầy cô chúng ta có series điểm ra ở đây anh khánh có một hai ba bốn năm sáu bảy tám nguồn tài nguyên dành cho thầy cô và tất cả các nguồn tài nguyên này là miễn phí. Thầy cô không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc sử dụng các nguồn tài nguyên này. Đầu tiên là teacher's book, sách giáo viên, phân phối chương trình và giáo án mẫu dưới dạng là file Word. Phải đọc, thầy cô chỉnh sửa được. Hệ thống bài kiểm tra, chúng ta có các bài kiểm tra từ vận ngữ pháp, chúng ta có các bài kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra học kỳ. Chúng ta có teacher resources and extra games, chúng ta có những cái phần games bổ trợ. Chúng ta có slide PowerPoint chúng ta có phần mềm hỗ trợ giảng dạy arthritic chúng ta có thể hình và thể kể chuyện thể hình và thể kể chuyện này thì thầy cô sẽ được nhận bản À, trước trước tiên là trong năm hợp tác đầu tiên thì công ty cánh buồm sẽ gửi tặng mỗi đơn vị trường sử dụng sách một bộ flashcard và storycard bản đẹp dưới file à, dưới dạng là bản cứng và rất là rất là đẹp thì à, ngoài ra thì tất cả các file này thầy cô đều có thể tải được dưới file pdf gọi là printable pdf tức là thầy cô có thể in ra và sử dụng theo đúng mục đích của mình thì cái file này thì chút nữa em khánh cũng sẽ trình chiếu nó trong như thế nào thì mình được tặng một bộ cứng và chúng ta sẽ có bộ mềm thì cô linh hoạt sử dụng trong suốt quá trình dạy và ở đây em khánh xin điểm qua một số cái phần trong sách giáo viên thì nó có tiến trình dạy logic và các thủ thuật dạy học cụ thể ngay thì cô có thể đọc thấy một cái là ví dụ như là trong cái câu thì cô thấy cụm từ là Uh, Lollipop Stick Technique thì nó cũng được giới thiệu ở ngay đầu sách giáo viên Và nó gợi ý hoạt động phù hợp với các bối cảnh khác nhau Ví dụ như là TTR Activities Hoặc là ở đây thầy cô sẽ thấy chúng ta có ngân hàng trò chơi và hoạt động sử dụng được cho tất cả các chủ đề Cũng như là thầy cô muốn dùng cho không chỉ lớp 4, lớp 3 cũng có thể chơi những trò chơi này Lớp 1, lớp 2 cũng có thể chơi được tùy vào mình điều chỉnh cái độ khó dành cho học sinh chúng ta có phân phối chương trình tổng quát 140 tiết và trong phân phối chương trình này có uh, nêu ra là unit này thì tiết học này sẽ dạy cái gì tiết học kia sẽ dạy cái gì rất là chi tiết ở phần bên dưới sẽ được gửi đến thầy cô chúng ta có giáo án mẫu theo format công văn 2345 là tất cả những cái yêu cầu của bộ giáo dục đào tạo yêu cầu và chúng ta có những cái phần stages những cái bước giảng dạy cùng với các bước cụ thể trong từng phần nó rất là chi tiết rồi và tất cả các phần này là đều là giữ dưới dạng file đọc thầy cô chỉnh sửa thoải mái và chúng ta có bộ bài giảng điện tử thì mỗi lesson em gắn lưới là mỗi tiết học đấy mỗi tiết học thầy cô sẽ có một bộ slide powerpoint và một giáo án mẫu và nó khớp với nhau thì thầy cô sẽ thấy rằng là trong ví dụ như trong một cái bài học chúng ta có năm từ vựng thì trong slide show powerpoint sẽ hướng dẫn và nêu ra chi tiết năm từ vựng đó các bước ví dụ chúng ta có have lunch tiếng hình từ đó ghi như thế nào and then let's spell we have h a and then c h và chúng ta thầy cô sẽ thấy rằng là sau cái hoạt động dạy học thì trong slide PowerPoint có rất nhiều những hoạt động ngoài việc là slide PowerPoint sẽ có là từ vựng này có um, những cái hoạt động về À, trong sách học sinh, có những cái phần trong sách học sinh, trong sách bài tập có show đáp án ra cho thầy cô sửa bài cho học sinh trực tiếp trên slide PowerPoint luôn. Và nó sẽ có những cái trò chơi tương tác như thế này. Tức là nó cũng thầy cô cũng có thể đưa ra cho học sinh một nắm bút chì và hỏi học sinh là what can you see? hoặc là chúng ta có những trò chơi về từ vựng, trò chơi về mẫu câu nhưng mà nó sẽ nằm ở các hình thức khác nhau làm cho học sinh hứng thú hơn. Ví dụ nào what can you see? A B or C? For example, I can say... Let's see, I can see 14 pencils. Let's see. Ừ, thế thì đây là một câu trả lời sai. Các bạn đi qua thì buồn mà không thể nào qua được xong nữa. Now, so, what is the correct answer? B or C? Please type in the chat box. What can you see? B or C? Let's count. C. Oh, the first answer from Tiểu Học Trung Vương. C. Oh. So we let's try C. Ơi, oh, vậy thì xem chúng ta nếu chúng ta chọn C theo ý của thầy cô thì nhân vật á à, thì nhân vật này sẽ như thế nào? Đây ạ. Ok. Yeah. Yeah. So because this is the correct answer. So yeah, now she can she can pass. The river, right? The the stream next mà. Thì tức là những cái gọi là bình mới rượu cũ nó sẽ nằm trong những cái phần thiết kế khác nhau. Hoặc ví dụ như thế này ạ, à, thầy cô có flasker, thầy cô hỏi sẽ là what number is it? You can show your fingers or you can show the flasker and ask. Okay, everybody, what number is it? And now you can see. Ooh, what number is it? 18 or 14? Please type in the chat box. students so let's see if i do it wrong i know that you know for sure right so now let's let's try to be like ah oh, i think it's 14. now let's click oh now he's sad and then she, he dropped the water and next one we have great great if you answer correctly it's going to be something more exciting right so for example here okay so you say Great, great, right. So this is how we play. And then uh, và bên cạnh những cái trò chơi mà về tương tác thực tiếp trên PowerPoint như vậy, thì nó còn những cái trò chơi mà nó further practice cho học sinh tức là những cái hoạt động về TPR, những hoạt động về là uh, place put in the crib and then what can you see? Chúng ta có những hoạt động khác mà thầy cô có thời gian thì trên slide show cũng trình bày để mình có thể cho học sinh làm việc trực tiếp thực tế ở ngoài với nhau. À, thì đó là những phần mà đã được thiết kế sẵn và hoàn toàn miễn phí gửi đến thầy cô, thầy cô không phải đi tìm kiếm trên bất cứ cái nguồn nào nữa. Ok ngoài ra thì chúng ta có hình thức dạy học bằng flashcard rất là phổ biến và rất là trực quan thì bộ flashcard của English Discovery nó thiết kế gồm hai mặt mặt trước là hình ảnh mặt sau là bao gồm chữ thì phần này là phần cố tình đấy. Có những thầy cô hỏi là tại sao không thiết kế chữ và hình ảnh trên cùng một mặt? thì bởi vì là chúng ta sẽ có những lúc khi mà thầy cô thấy là một cái flashcard mà để hình ảnh với chữ trên cùng một mặt thì với những bạn biết đọc biết viết chắc chắn các bạn nhìn chữ không nhìn hình nữa. và chúng ta hướng tới việc là học sinh có thể tư duy nhìn hình ảnh và phản xạ ngôn ngữ được tốt nhất. vì vậy nên là khi nào chúng ta cần dùng từ thì chúng ta lật mặt sau. khi nào chúng ta cần các bạn uh, tư duy hình ảnh thì chúng ta lật mặt trước tránh cái việc phân tâm dành cho học sinh và cái phần story card thì mặt trước sẽ là hình ảnh lời thoại của nhân vật và mặt sau sẽ là phần giảng giải các bước phân tích bức tranh này, phân cảnh này cho học sinh ra sao rất là cụ thể và phần story card này cũng được tặng một bộ dành cho quý trường trong năm hợp tác đầu tiên những cái hoạt động bổ trợ khác mà thầy cô có thể sử dụng trong phần từ vựng, ngữ pháp, bài hát, những hoạt động giao tiếp thêm và về trong phần câu chuyện thì ở đây em Khánh có một số những cái ví dụ. Ví dụ như phần ngữ pháp thì chúng ta có worksheet về ngữ pháp, chúng ta có worksheet về bài hát. Chúng ta có phần về câu chuyện story hay chúng ta có phần là về cut out and play. Chúng ta match những cái phần hình ảnh và chữ với nhau. Nó rất là tiện lợi trong việc sử dụng. Và những phần này thì đặc biệt là đã được thiết kế cố tình là phiên bản trắng đen để thầy cô in ra sử dụng cho nó tiết kiệm. Vâng, tiếp theo là một cái phần mềm dạy học Active Teach mà em Khánh sẽ demo cái phần này vào cuối giờ khi mà chúng ta thử trải nghiệm một cái trò chơi mà thầy cô có thể linh hoạt sử dụng trên phần mềm này hệ thống bài kiểm tra đánh giá bao gồm 5 đầu một bài kiểm tra, kiểm tra đánh giá đầu vào, unit test, end of term test, end of year test và đặc biệt là bài kiểm tra preparation test for pre A1 starters. Thì học sinh của chúng ta nếu mà có nhu cầu tìm hiểu hoặc là thi đăng ký thi những chứng trình quốc tế thì hoàn toàn có thể uh, tương ứng những cái nội dung kiến thức đã học trên trường với cái format thi này để các bạn có thể luyện tập vâng à, phần số 2 sẽ là phần demo tiết học mẫu thì à, đối với những nguồn tài nguyên mà lúc nãy đến giờ em khánh đã trình bày thì chúng ta có thể chọn lọc và xào nấu xem là chúng ta sẽ sử dụng phần nào cho tiết học của mình nó được trôi chảy hơn thì ở đây em khánh xin phép được là chúng ta sẽ vào unit 2 thầy cô nào nhớ giúp em là cái chủ đề này là gì không ạ rồi chúng ta có chơi chơi game rồi đấy ạ thầy cô gõ vào chat box giúp em thầy cô nhớ chủ đề này là chủ đề gì không ạ The topic of this unit. The topic of this unit is, we have the title is a happy day, right? But with the topic is we go closer to free time activities, daily activities. Yeah, so we have daily activities. You see, that's something that we do like wake up. right? Have breakfast, have lunch, have dinner. We see daily activities. Yeah, very good. Thank you. Next one. So, vậy thì với cái unit 2 này, chúng ta sẽ học trọn vẹn những nội dung liên quan đến việc là học sinh sẽ có thể nói được là một ngày mình làm những cái hoạt động gì. Thì các tiết học về từ vựng và ngữ pháp nằm ở tiết số 1, số 3 và số 5. Thì với unit 2 này, thì em khách đã gắt ra ở tiết học số 1, học sinh sẽ học 5 cái cụm từ nói đến năm hoạt động trong một ngày học thầy cô nhìn kỹ nha nhìn kỹ chút nữa mình chơi game nha à, uh, bà unit 1, uh, lesson 1 thì chúng ta học năm từ lesson 3 lesson 2 là chúng ta ôn tập rồi thầy cô nhớ đúng không ạ lesson 3 là chúng ta sẽ học năm từ nữa và chúng ta có một mẫu câu và ở đây thì hôm nay em khánh sẽ không demo lesson 1 và lesson 3 à, uh, em khánh sẽ demo với thầy cô lesson 5 là lesson về vocabulary và structure cuối cùng trong unit. Vậy thì thầy cô thấy là đầu tiên là chúng ta học năm cụm từ về thời gian à, sorry, về hoạt động. Tiếp theo tiết số 3 học thêm năm cụm từ về hoạt động nữa và đến tiết số 5 thì học sinh sẽ được học về các buổi trong ngày để có thể kết hợp nói thành câu ví dụ I have breakfast in the morning, right? I go to school in the afternoon. Thì đây là cái target của bài học ngày hôm nay. Và một bạn có thể đặt câu hỏi. Và ở đây chúng ta có mẫu câu là we. Đúng không Hai bạn trở lên sẽ trả lời cái câu này. Rồi, vậy thì chúng ta có lesson M's to talk about different times of the day. Right? And then we have the vocabulary. We learn four words today and the grammar. We have when do you go to school? We go to school in the morning. Và thầy cô sẽ thấy rằng là trong cái nội dung bài học là chúng ta có tổng cộng là 8 lesson. Nhưng trong phân phối chương trình, thầy cô nào lúc nãy tinh mắt để ý, nhìn, có quan sát thấy là chúng ta có bao nhiêu tiết học không ạ? 8 lesson này sẽ học trong vòng bao nhiêu tiết? Thầy cô nào nhớ gõ nhanh vào chat box với em ạ có thầy cô nào lúc nãy để ý nhớ giúp em là à, 8 tiết nhưng mà chúng ta học trong vòng bao nhiêu à, sorry 8 lesson nhưng mà học trong vòng bao nhiêu tiết mà một trăm bốn mươi tiết wow một trăm bốn mươi tiết là phân phối chương trình cả một năm học vâng đúng rồi trường học tương Vương đúng rồi ạ à. vậy mà, một à, một unit học bao nhiêu tiết ạ à? một unit học bao nhiêu tiết ạ? À? 11. Vâng đúng rồi, chính xác luôn ạ. À. Một uh, unit chúng ta sẽ học trong vòng 11 tiết. Vậy thì tám mà thành 11 thì chúng ta sẽ có những tiết học chúng ta chia làm hai để đảm bảo rằng học sinh có đủ thời lượng để học sinh có thể là uh, ok. Vậy thì đối với lesson này thì chúng ta sẽ chia ra làm hai, tức là một trang sách này sẽ học trong vòng hai tiết. Rồi, vậy thì thầy cô giúp em ở các điểm cầu có thể Uh, thảo luận với nhau để xem vậy thì chúng ta có những cái nội dung như thế này đây thì tiết học 5A chúng ta học gì và tiết học 5B chúng ta học gì được không ạ Rồi thầy cô có thể giúp em thảo luận trong vòng 2 phút là theo thầy cô là tiết học 5A chúng ta học gì và 5B chúng ta học gì Thầy cô có thể thảo luận với em trong vòng 2 phút và sau đó thầy cô có thể gõ câu trả lời vào trong chat box với em thì theo thầy cô chúng ta nên dạy chia ra như thế nào để cho nó đạt được tối đa hiệu quả cũng như là học sinh chúng ta sẽ không cảm thấy nhàm chán. 2 phút ạ. À. Vâng, thầy cô nào có câu trả lời rồi đưa tay phát biểu thì em Khánh rất rất là hoan nghênh và xin phép là gửi quà đến cho câu trả lời đúng nhất và hay nhất ở trong câu hỏi này ạ. À. à vâng, em thấy là trường tiểu học Hạ Long 1 ở vân Đồn thì đã có một cái đáp án là lesson 5A Activity 1 và 2, lesson 5B là activity 3 và 4. 1 và 2 ở đây. À, và 3, 4, listen and sing and then ask and answer. Yeah, that's a nice suggestion. Nó là một cái gợi ý rất là hay ạ. Vâng, cảm ơn trường học Hạ Long 1. Có trường nào có cái uh, ý kiến khác không ạ? Không là em Khánh sẽ tặng quà cho trường tiểu học Hạ Long 1 vì đây là câu trả lời duy nhất. <laughs> Vâng các điểm cầu còn ý kiến nào khác không? Ngoài việc là chúng ta sẽ dạy, um, chúng ta sẽ dạy ngày đầu tiên, chúng ta sẽ dạy phần 1 và phần 2 trước. Sau đó là chúng ta sẽ dạy phần uh, phần 3 và phần 4. vâng à đây là câu trả lời duy nhất ạ những điểm cầu khác như thế nào thầy cô vẫn chưa thảo luận xong ạ Vâng, thầy cô cứ gõ vào trong chat box hoặc là bật mic cũng được ạ Vâng, à, em thấy rằng là hiện tại đến bây giờ thì là câu trả lời à, duy nhất à, đến từ trường tiểu học Hạ Long 1. Vậy thì em Khánh xin phép là à, cô đại diện trường có thể kết nối với em qua Zalo để em Khánh gửi quà mời cà phê các thầy cô ở Đào cầu nhé. <laughs> à, à, thầy cô kết nối giùm em qua số Zalo qua điện thoại mới vừa gửi trong chat box ạ. Rồi, à, thầy cô ơi, vậy thì uh, chính xác là câu trả lời của chúng ta. Chúng ta sẽ có tổng cộng là hai lesson, hai hai tiết học 35 phút. Vậy thì tiết học thứ nhất, chúng ta sẽ tập trung vào việc là cho học sinh luyện tập về phần từ vựng, học về từ vựng. Và lesson số 2 thì chúng ta có thể tách biệt ra là, là học sinh học về ngữ pháp. Tuy nhiên thầy cô sẽ thấy rằng là chúng ta có từ morning, afternoon, evening và night rất là dễ. Vì ở trong lesson starter thì cô học sinh có học là good morning, good afternoon, good evening. Thì học sinh đã biết được là cái ý nghĩa của các từ morning, afternoon, evening này là nó như thế nào rồi. Nên là cái phần này nó khá là dễ nên đúng giống như là ý kiến mà đã được nêu ra trong phần chat box ở trong của trường tiểu học Hạ Long 1 thì em Khánh sẽ kết hợp nhà uh, nhà xuất bản tác giả cũng đã kết hợp là trong tiết học số 1 chúng ta sẽ dạy học sinh những cái từ vựng này và đồng thời chúng ta có cụm từ dạ à? in the morning, in the afternoon and in the evening but at night. Đúng không ạ? Chúng ta có những cái cụm từ này học sinh thứ nhất là lúc nào là in the lúc nào là in the và lúc nào là at thì chúng ta sẽ truyền tải cho các bạn trong bài học đầu tiên tiết học đầu tiên. Và chúng ta cũng có thể kết hợp cho các bạn là lắp thành một mẫu câu, tức là các bạn sử dụng những cái hoạt động đã học trước đó với cái cụm phía sau là in the, in the hoặc at để các bạn nói thành một câu hoàn chỉnh. We go to school in the morning và cái ngày tiết học hôm sau thì có thể là chúng ta đưa input thêm cái câu hỏi when do you vào và chúng ta luyện tập những cái phần bài hát và role play ok thì đó là cái target mà nhóm tác giả nhà xuất bản cũng như khi mà uh, nhóm học liệu khi mà thiết kế lesson plan thì cũng đã làm được điều này là thầy cô sẽ thấy chúng ta chia hai bài năm a và năm b rất là rõ ràng và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến việc là chúng ta sẽ trải nghiệm một giờ học và bằng cái phương gọi là Bằng cái hệ thống slide powerpoint mà uh, bên công ty đã chuẩn bị để học liệu. Ok, rồi em Khánh sẽ share màn hình slide powerpoint. Và thầy cô giúp em là chúng ta làm học sinh nha. Yeah. Uh, don't be too smart, right? Uh, like be smart as the students as grade 4. Ok, so unit 2 and lesson 5A, vocabulary and grammar 3. So now, today we'll learn about time of the day. ask and answer the about time of the day okay so let's start the lesson by the warm-up song good morning and good night now so it depends on your students actually there are some classes that the student in grade, grade forward can stand up and sing along and dance with you but there are some classes the student just say okay that's fine they just clap their hands that's fine. It depends. But now the idea is that we let the student have something relaxed and like memorized to the topic of the day. Okay. So, in case that you can dance with me, feel free. I'm, I'm willing to. Okay. To see your camera here and then we, we will uh, sing or we will dance or you just clap your hands. That's cool. Okay. Now let's go So the song good morning and good night. go dance along with that. Together we do like good morning, good morning, how are you today? And then I'm fine, I'm fine, I'm fine, and thank you. Now, next we go to the afternoon. We have... So, this is what we come from what they already learned, right? We have the good morning, good afternoon, good evening, and then good night is the moment when you go to bed. So, this is the warm up part. Now, this is the review part, everybody. We have learned 10 phrases to talk about your daily activities, right? Now, uh, we have two ways to conduct this activity in class. Uh, number one, you can show the word and then ask the student to shout out the, the blank and then the complete word phrase. For example, if, if, if you know the answer, you can raise your hand and then answer, or you can let the student prepare the mini board. And then everybody, when you look at this word, you will write down the word on the board and then raise it up. And then you will see who had the fastest answer, correct answers as well. So, first one, please type in the chat box. What is it? Up, yeah. Please have the phrases. Yeah, get up, get up. So everybody together, get up. Very good. So, next one, try to be fast. Okay. Ooh, have, mm, have, but what? Have breakfast. Yeah, have breakfast. Very cool. Mm, have breakfast. And actually, in my class, I always ask my student to write down the full phrases or the full sentence because this is a nice chance for them, right? So, if they write breakfast, I say, Mm, that's correct, but not enough. Write down have breakfast. Okay, so have breakfast. Correct. A lot of correct answers. Next one, number three go. Go. Mm, what? Go to school. Wow. I see that you have the fastest typers next to the keyboard, right? Go to school. Go to school. Very good. All correct answers. You are so excellent. So you can go direct to, okay, go to school. Everybody together. And always in the revision activities or in the teaching or games, I always ask the students to repeat everything. Everybody together say, go to school, right? So how about this one? Number one, we have, now turn on your mic and say, louder, say, get up get up get awesome up. number two have Christmas. Christmas. awesome number three Don't go to the store. Store. perfect very good and now let's go back to the keyboard and be faster go have, mm. yeah very good so we have have Lunch, remember lunch. Now one, two, three. Say, have lunch, lunch. Very good. And next word, have. Hmm. Hmm. So smart. You remember very well. We have. Mm, uh. We have art lessons. Really. Have lunch. Have art lessons. We have three words, yeah. Have art lessons. Let's check. Yeah, we have art lessons, right? Next one. Go. Hmm. Go home. <laughs> yeah. Yeah, so go home. Very good. Oh, I see. Many of you type very fast. Go home, everybody. Together, say, "Go home." Home. Very good. Next one. Do. Go home and don't forget to do. Do homework. Yes. Okay. So in this moment, if your students are kind of good at English listening, you say, "Who oh, always do homework?" You can raise your hand, have fun at the beginning, right? So do homework. Remember the ending sound, right? Homework. Okay. Next one. Uh. Mm. If you don't, you will mm, the smelly. <laughs> okay, take a bath. Okay. Take a bath. Many answers here. Take a bath. Very good. Next one. Next one next one Then have after having a bath you have dinner have dinner yes yeah, so smart have dinner d i n n e r have dinner good and last one at the end of the day you have uh, long and then let me see let me see very fast. Super. Um, and go to bed, go to bed, go to bed. Mm, very good. Yeah, that's cool. Học bương, học là yeah, go to bed. So at the end, go to bed. Very good. Now I will do the action and you will tell me what do I do. Okay. Number one. Stay. Turn on your mic and say. Go to bed. Go to Very bed. good. And do the homework. Do, do homework. homework. Awesome. And take a bath. Take go bath. home. Go home. Go yeah. home. Yeah. yeah, we we go to school and we go home sometimes, right? But in this screen, we have go home. Yeah. And take a bath. Take a bath. Some students. Monkey. okay yeah take a bath very good so this is a quick review now everybody today we will learn how to talk about them when do you do them okay in different okay now everybody time of a day look at the picture together say morning morning, morning. morning. very good now everybody look at my mouth morning Morning. So, in all the like lesson flow, I always ask my student to listen to the audio first and then me because maybe sometimes our pronunciation is not really correct for, for the stretch sounds, for the ending sounds sometimes. So, they need to listen to the audio from the screen, from the book first. Okay. So, again, morning morning very good morning yes and now let's spell the word morning because uh it's student in grade four need to develop on their uh, speaking listening and writing as well so they need to know how to write the word correctly now together say m m m o o r r m n I, I, I N, 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 G, G, morning together. Morning. morning and the spelling rule is that when the student finish spelling the letters, they need to repeat the word again. M O R N I N G, morning. That's correct. Okay. And now do you remember that we do not stop at morning. We need to teach the phrase in the morning. Together say in the morning. Yeah, in the morning. In the morning. In awesome. The morning. Everybody together in the, morning. Morning. In the, in the morning. morning. In the morning. Yeah, and you the can speaker here in case that you meet your student. Listen to the word morning again. Or the speaker here in case that you want your student to listen to the phrase again. In the morning. Say. In the morning. Very good in the morning. Next one. Ooh, right now, the sun is here and you say afternoon together. Afternoon. 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 Yeah, afternoon. 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 Very good. Now, let's spell the word. A, I, F, L, D, G. E afternoon very good now you know the rules you repeat the word after spelling and again the structure in the, in, the, in the afternoon in the afternoon yeah remember you see now it's different listen again in the morning in the afternoon so in this one it's also t-h-e but the now the mm -hmm. the, the. the afternoon the, the afternoon. afternoon afternoon so this is the way you guide the student to pronunciation as well so now we will do the same word evening in the evening night remember listen carefully night Night. 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 Yeah, night. Don't forget tea. The tea will cry. Night. Right? And but right now you say At night. At night. Do you say in the night? No. No. Everybody together at night. At, at night. night. Very good. Now let's play a game about daily activity together. Always when we introduce sometimes when you introduce the the fourth word the student just forget the first word right so now it's optional or sorry compulsory to review in the morning number 2 in the afternoon and in the evening in the evening very good and at night that's night. Awesome. Now let's play a game. Do you want to play a game? Yes. yes. Look at the photo carefully. You have ten seconds to look at them. And then we come to a game. Ten seconds. 10. As a teacher, you only need three seconds. <laughs> Next one. So let's play a game. This is the game fighting picture. They are in the forest, right? Let's play the game. And on the slide, we have the instruction for teachers. So you look at the rules of the game. Here, you will have 5 seconds to look at six pictures behind the number. And then when the word appear, please tell me where is the word. Okay? Five seconds for you to look at the pictures now. In the morning. Oh, one, two, three, four, wow. five. Four, six, four. Ooh, someone say four. Let's try. Someone say four. Oh, in the chat box, Miss Phạm I say four. Let's try. Oh, no, it's not. This is in the six. afternoon. Uh oh, who says six? Okay, last us check six. Six. Yeah, very good. Six is the correct answer. Everybody together say in the morning. morning. Very good. Next one. Remember, you know how to play, right? Go. Five seconds. At night. Oh, number. number oh, I see. Two. Uh, number three. I say number two. Ooh. Ooh, someone say number two. Someone say number three. Let's click number two. Like most of you say two, right? Yeah, very good. Together say at night. Night. Okay, next one. Five seconds. In the afternoon, in the afternoon, oh, six, two, three. Two. Three. two three. Oh, now we have different answers. <laughs> okay, number three. Oh, number three seems like the most popular answers from you. Oh. Yeah, in the afternoon, the sun is here in the afternoon, remember? In the afternoon, very good. Now, go. in the evening in the evening let's see the answers in the evening number one number one Ooh, one someone said three okay one one the most popular answers right now one right let's check yeah, number one in the evening. Okay, everybody together in class, together say in the evening. Good. Next one. So, this is the game. Do you think that your student will love this game? Yes or no? Yes or no? In the chat box, please. Yes, right? As an adult, I love this game. Like something like thrilling. Like oh, really? I need to remember together with the picture and the word. And now, and of course, they have the chance to say it again. The word when look at the picture. Okay, so now and then after having games, we have them to look at the pupils' book, listen and repeat, then listen and point. So the first step: listen and repeat. Listen to the audio here. Unit 2, recording 2.9. So we will do this one, blah, 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 and then listen and point. You can ask your student to turn on, uh, sorry, open the the book and then they point together with this say. Okay. And yes, this is the part in people's book. And next one, we have the script, the script of the recording. Mm -hmm. This is my day. Now together, this is my day, right? I go to school in the morning. And then point to this one. I do homework in the afternoon. And then you can stop. You can ask your student to say this sentence together. I do homework in the afternoon. I have art lessons in the evening. mm Okay. So and then you can use the script. For example, I will say the half first sentence. You will say the second half sentence. Okay, you can open your mic and then interact with me in this activity. For example, I say, I do homework. Now say the half. I do homework in, in the afternoon. Very good. Uh, I play. I play? At night. At night. Very good. At night. So this is the like practice the structures okay and now we have another game blocks here how to play the rules of the game is always here divide the class into two teams you can divide them into three teams depends on the location that they sit in the class look at these blocks and make the right order of the word if they have the right word two points okay now now I you can think about it like the writing activity, right? The blocks. Nếu thầy cô nào mà có tìm hiểu về kỳ thi starter sẽ thấy nó có một cái phần thi giống như thế này, tức là những cái từ vựng nó được đặt lộn xộn mà học sinh sẽ phải sắp xếp nó. Và phần này thì chúng ta có thể triển khai một hoạt động viết writing, right? And then your student will have the mini board, they will write down the word on the board and then raise it up, then you check. Okay. So, morning okay and next one i have our lessons in the in the or in the we need we need to know and then we check okay and this is kind of afternoon very good thank you so we have i played at night is it cute <laughs> all right <laughs> uh. Good job. Now, this is the game. You can like give the plus points for the student to give stickers to the student for the last answer. And the next step, we have the activity book in the afternoon. And then the PowerPoint slide is designed for you to click on the answers. And this is to show how to guide your student to do. Uh, if you have time, you can let them do the activity book at school or you can guide them how to do together and at home they will review in their own activity book okay and next one production so this is an optional activity if you have time you can ask your student to look and write the sentences i now who can write down a sentence about either of them in the chat box so you write down i Go to school in the morning. I blah 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 blah. One sentence in the chat box, please. I have the first answer. The second answer and the third answers. I need to say that the second answer and the third answer. I have art lesson. I do homework in the afternoon from Miss Anh, right so this is a correct sentence don't forget to remind your student the full stop at the end of the sentence right because this is the writing rules and the, from the very first uh, like stage of learning english they know to get the rules they want to get the rules mm -hmm the capital letter at the beginning of the sentence for the for the name for something and the full stop at the end of all sentences okay so this is the production wrap up review quick review right and then this is the end of the first lesson do you like this lesson okay so let's deal with the other five b right uh so the next lesson when they already know what you do in blah blah blah, right? And remember, the target language is we, right? We, and then you see, we will have. Let me play the 5b lessons. Uh, let me find the 5b lessons and then I'll show you how to introduce to them step by step. Okay, 5b lessons. So for the next day. Okay for the next day. Let me see. Ooh, here. Okay, for the 5B lesson. Here. So, uh for the next 30 minutes, we will do the listen and say with the question, right? They already know the answers, but with I. And now we change that to we. But the structure, everything is just the same right and the question input and then we have a song and then we have the interactive activity between students so let's see maybe the student can stand up listen to the song and dance along as the warm-up part of course you can skip it if you think the lesson is so long move, 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 move. And then you can play a mini game with this one if you have time. You can like move, move. It means that the students stand up and switch around the classroom. But when you stop the music, they need to stop, like move and freeze, right? When you play the song, they move, move, move. When you stop the song, they stop and then do like freezing, okay? So uh, this is the first one. And remember reviewing, right? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Now let's have the warm-up activity to review. Okay, you look at the word. You in five seconds find the mistake. You correct the mistake and spell aloud the word, and we check the points. Okay. Now here, ooh, this word on screen, I intentionally did it wrong. Ooh, go to school. Oh yeah, we have a correct answer here. Uh the first of all. Uh, the way that I suggest you to play this game is that in case that you have a good projector, <laughs> I mean high quality projector you can ask your student to stand next to the screen and then you ask them to point to the the mix stick. for example here you can let them to point to the mixtape here or you can ask them to have the fly water or the hammer but like nicely. Click or point to the big stick and then spell the word correctly, right? And then. Yay! Go to school. So it has to be S C H, right? Very good. Next one. And you go next. Mm, the word is the mistake. If you are here right now, I ask you to point to the big stick. So. The mistake is here, and the answer has to be. Yay! Yeah. The same. So we see you can spot that the the letter order is mixed. The student need to arrange it. Okay. So the word, the word. Okay. And this is the game. Now the grammar point is that you will introduce the structure, the question. When do you? take a bath right and then the answer will be i i remember this is like the revision when when you ask someone directly they just answer i i take a bath in the evening right when do you i'm sorry when do you do homework and then they say we because there are two so they need to say, We do homework in the evening. Okay. When do you go to school? Sorry, this is you. When do you go to school? And they say, We go to school in the morning. Okay, so the answer is the question is the same when do you? But if the replyer, there are two or more, they need to say, We. And if you remember, you see, Um, thầy cô sẽ thấy rằng trong thiết kế của bộ sách này ở cái bài học này thì tất cả các câu đều là we kể cả phần listen and say kể cả phần trong bài của activity book người ta đều dùng mẫu câu trả lời là we và kể cả trong bài hát đều là we nên chúng ta dạy học sinh ở đây là Concept khi mà communication là một bạn hỏi ít nhất là hai bạn thì đó mới là một câu trả lời đúng một ngữ cảnh đúng hoặc là ví dụ như là cô giáo hỏi nhóm này hoặc nhóm này hỏi nhóm kia thì cái là we thì như vậy thì nó mới là hợp lý đúng không ạ rồi chúng ta listen and say phần này rất là đơn giản Unit rất là nhanh two. và chúng ta có a game circus game right divide the class into two teams look at the question and then Choose the right answer by calling the color. Okay. So let's see. When do you get up? Purple, green or yellow? Please type in the checkbox or, or turn on your mic and say, "When do you get up?" Okay. So this will be Yellow, yeah, yeah, one point, so if you answer correctly, it's only yeah, and the points for you. When do you have our lesson, oh, okay, which color purple, blue, or yellow, purple, go, yeah, yeah, correct, right that's so this is how we play the game, okay. And then we have the song. Actually with the song step. Và thầy cô sẽ lưu ý rằng là chúng ta có những cái bài chant cũng như cái bài hát trong English Discovery thì cái nhiệm vụ của bài hát ở đây nó it's not just for fun. It's, 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 it's not just for fun, right? For sure everything is like put in the book with a purpose. À thì chúng ta sẽ có các phần là thầy cô sẽ thấy ở đây chúng ta có Uh, những cụm từ lặp đi lặp lại những phần mẫu câu lặp đi lặp lại when do you have breakfast have breakfast have breakfast when do you have breakfast i have breakfast in the morning cụm từ have breakfast dạng là 1 2 3 4 5 năm lần và cụm từ in the morning nó sẽ thiệt, nằm ở cuối cùng tức là thời gian vậy thì chúng ta sẽ dành cho học sinh khi mà thầy cô có để ý là khi chúng ta còn nhỏ cũng vậy mà chúng ta nhớ bài hát nhanh hơn nhanh hơn là nhớ bài đọc, <laughs> nhớ bài học. Nên là chúng ta đưa ngữ liệu vào đây, nó tạo thành một cái tempo cho học sinh. Vậy thì trước khi học sinh hát bài này, chúng ta sẽ làm một hoạt động. Đây, look at the script. Underline the daily activities and circle the time of the day. Ooh. Underline daily activity and circle the time of the day. Underline and circle. So now let's do it. You can ask your student to open the book and do it in the book, and together we will check by the word answers here. Have breakfast in the morning. This is a chance for the student to practice the pronunciation on the phrases, important phrases. And then they will like look at the the word again. kết nối với nó tại sao vì có những bạn học sinh tới bài này rồi vẫn không biết have breakfast là cái hình nào là cái gì nên là những cái sự liên kết được được diễn ra rất là thường xuyên và chặt chẽ trong trong slide powerpoint cũng như là trong sách để cho học sinh những cái bạn mà yếu nhất cũng có rất là nhiều cơ hội để review bài học. Tương tự như vậy chúng ta có have dinner in the evening. You can ask your student to point and say at the same time. Okay? Or to bed at night, and then you can ask them to say the lyric okay, read when do you have breakfast? Blah blah blah. Okay, and then you will listen and sing, listen and then sing. Listen to the song, clap your hands if you hear a time of the day. Vậy thì chúng ta nghe bài hát và lắng nghe những cái cụm từ khi nào người ta nói in the morning, in the afternoon, in the evening or at night thì chúng ta yeah. clap hands đúng không ạ? Ok, So this is how to Unit two. Và bài hát này thầy cô thầy cô nghe thử giai điệu của nó yeah. có thích không nha? Nó không phải bài hát kiểu giống như là uh, uh, ngày xưa mà kiểu chậm tiết táo, tấu chậm rãi mà nó nhạc trong bộ sách English Discovery lớp 3 lớp 4 này nó rất là hiện đại và nghe nó rất là bắt tai thầy cô nghe thử nha. recording 2.12 listen and sing when do you have, have breakfast When do you have breakfast? have breakfast? When do you have lunch? Have lunch, have lunch When do you have lunch? We have lunch in the afternoon Cool, right? When do you have dinner? Have dinner, have dinner When do you have dinner? We have dinner in the Vâng, thì cô thấy bốn đoạn này nhạc và cái tiết tấu nó giống hệt như nhau và nó nó thả bằng điệu như rất rất là thú vị lần đầu tiên mà em khách nghe những cái bài record audio như thế này thấy, wow nhạc vô nhạc của thiếu nhi nghe hay nhỉ kiểu như vậy thì là when do you have breakfast vậy thì sau cái phần này học sinh nghe sau đó luyện tập hát cùng với nhau thầy cô cũng có thể chia ra những hoạt động ví dụ như chúng ta sẽ có bốn nhóm một nhóm là chuyên hát breakfast cái đoạn này thôi sau đó ngồi xuống nhóm thứ hai hát have lunch nhóm thứ ba dinner và nhóm thứ tư là night hát bốn này hoặc là chúng ta chia lớp thành hai nữa một nữa là chuyên hát cái câu hỏi ba câu đầu tiên là câu hỏi và câu cuối cùng là we have breakfast in the morning nhận hạn đó thì chúng ta sẽ có những cái phần như vậy hoặc là có những cái hoạt động kiểu như là chúng ta sẽ speed up hát nhanh hơn Ờ, thế chúng ta hát slow tra một chút hát chậm hơn một chút. và chúng ta có những hoạt động tương tác kiểu như là học sinh sẽ uh, tự tự chúng ta làm group chúng ta nghĩ ra những động tác để mà chúng ta hát bài này vừa biểu diễn performance như thế nào theo từng nhóm cho cho điểm theo nhóm thì học sinh thì tùy vào cái tâm lý cũng như là cái thời gian mà thầy cô có, có trong lớp chúng ta có thể sáng tạo thêm những cái hoạt động khác và mục đích chính của chúng ta là gì ạ những cái cụm từ này lặp đi lặp lại những cái cấu trúc câu này nhiều khi không nhớ cái câu đó là gì nhưng mà nhớ là tức là cũng như là, à, hình như là là nó như thế này như thế kia thì chúng ta đó là tác dụng của bài hát và các giai điệu thì nó rất là hiện đại và nghe bắt tay nó không có nhàm chán từ 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 giống như là là, là mình nghĩ là nhạc thiếu nhi nó phải như thế ok nó rất là hiện đại Vâng và tất cả các bài hát trong Indian English Discovery thì nó đều có version số 2 là version karaoke à, Thì chúng ta có karaoke time là nó chỉ có lời bài hát và nhạc và nó không có cái cái cái, cái phần này ok Nó không có phần tiếng ok Thì thầy cô có thể dùng cái phần karaoke này cho cái tiết học sau Khi mà học sinh nghe về nhà luyện tập thêm thì cô gửi cái file bài hát này cho học sinh luyện tập hát ở nhà Hôm Hôm sau phần warm-up thì mình sẽ cho học sinh biểu diễn cái phần bài hát đó, mở karaoke nữa mà. Và answers, look, read and write, answer. Đây, chúng ta có, đây là phần activity book. Thầy cô hướng dẫn học sinh làm bài và sửa bài. Những cái phần này, yeah. rất là đơn giản. Và production, yeah. là work in pairs. Ask and answer about the time yeah. of the day. Thì chúng ta có một bạn sẽ hỏi là, I get up in the morning. Yeah. When do you have art lessons? Và một bạn sẽ trả lời là I have art lesson in the afternoon. When do you go yeah, home? Yeah. chúng ta có pairs, working pairs, ask and answer. Okay? Rồi, vậy thì đó là phần wrap up cuối cùng. Vậy thầy cô sẽ thấy là trong vòng 2 tiết học, chúng ta cùng một nội dung vì chúng ta có rất nhiều những màu sắc khác nhau cho bài học nó được sinh động và thú vị hơn. Ngoài ra, ngoài cái slide PowerPoint được thiết kế sẵn và tất cả các bài học đều được thiết kế rất là cẩn thận như vậy và nó tương ứng với cái giáo án mẫu mà thầy cô được nhận. Nó thì là học sinh cũng là hoạt động cũng là đọc từ, nhưng nó đọc từ theo kiểu khác đúng không ạ? Cũng là hoạt động luyện multiple choice Nhưng mà multiple choice kiểu hình thức này, hình thức kia Nó tạo cho học sinh một cái hứng thú trong khi học tập rất là nhiều Ngoài ra, chúng ta có một cái phần mềm giảng dạy là Active Teach Như em Khánh có nói Thay vì thầy cô uh, sử dụng cái slide PowerPoint để chúng ta dạy uh, Thay vì chúng ta sử dụng phần PowerPoint để chúng ta dạy thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp trong cái phần mềm Active Teach là phần mềm giảng dạy của English Discovery. Thì thầy cô giúp em là uh, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm phần mềm này uh, bằng cách là uh, trình chiếu uh, bài học cũng như là uh, đáp án. Okay. Đây em Khánh sẽ demo phần mềm Active Teach để cô có thể xem là hình thức nó như thế nào. Rồi, à. rồi nhờ em liên xét uh, uh, dùm câu host của teaching teacher assistant để có thể, ok. Rồi, ở đây em Khánh sẽ trình chiếu cái phần slide này để thầy cô có thể xem là À, phần chiếu cái phần mềm ActiveTeach để cô có thể xem là chúng ta sử dụng như thế nào. OK. Đây là phần mềm Teacher. Thay vì chúng ta sử dụng slide PowerPoint, thì thầy cô sẽ thấy chúng ta có giao diện phần mềm này. Nó có rất là nhiều những thanh công cụ ở dưới đây. Thì hôm qua em Khánh cũng đã có trình bày một số cái. Uh, phím tắt ví dụ như thầy cô bấm vào cái nút flashcard này thì nó sẽ hiện ra thẻ bài học chúng ta bấm vào story card nó hiện ra thẻ kể uh, chuyện như thế nào phonetic chart toolbox thầy cô cũng có tìm hiểu được một khá là nhiều vào tối à, vào sáng ngày hôm qua rồi thì ví dụ như chúng ta thay vì chúng ta chỉ dùng à, một phần thì thầy cô thấy chúng ta click vào trang sách bất kỳ và chúng ta click vào đây thì chúng ta có thể cho học sinh là thầy cô dạy trực tiếp trên này luôn. Chúng ta có hoạt động đầu tiên chúng ta dùng bút để chúng ta đánh dấu ở đây. Now everybody look. Okay, look at the clocks, right? And then listen. Listen and then we can click and then let them to listen. Wait a moment. Click them and let them listen. I will share the sound. Listen and repeat. One seven o'clock. Two seven fifteen. Three seven thirty. Four seven forty 5750 five, Unit one time for school. Re okay, so we have the listening, right? And then repeat. Ask them to look at the clock and repeat the word. And then we have a game with that. Now, for example, I have the toolbox box with the stopwatch, right? I will let the student to. Now, teachers, you have twenty seconds to look at. The clocks here. And then when I say stop, I will cover, I will hide the pictures here. And you will tell me what time is in picture one, two, three, four, or five. Try to remember, go. 20 seconds for you. Now it's counting down, 27 for you to remember the five clocks here. Okay, so now it's time I will cover. Now who can tell me what time is in picture two? Picture two. What time? Please type in the checkbox. Ooh, the first answer is 715. 715. Ooh, is it correct, everybody? Who has different answers? 7:15 Next one Let me check Okay let's check Yes yeah, 7:15 everybody together say 7:15 next one What time is in the number 5 What time number 5 Number 5 Number 5 And the one remember number five. 730. Is it? I'm afraid that is not a correct answer. It's number five. Eight. Seven fifty. Okay. Let's check. Seven. Oh wait. I will move it down. 750. Yeah, very good. So now this is the game so easily like uh, this is the, the the game that you can directly play it in the activity book activity the software and now you can have listen and say activity for the students you can have like in some like exercise we have fill in the blank listen and write the time then draw you can ask your student to say and then you write it here you will submit the answer You will show the answers whether it's correct or not okay có một số bài tập dạng như thế này thì cô thấy là cho học sinh tương tác và viết trực tiếp lên phần mềm luôn chúng ta hỏi và trả lời về thời gian và đặc biệt rằng là tất cả các phần bài dạy trong sách nó đều có phần teaching notes teaching notes là như thế này ạ à. nó giống như sách của giáo viên là trong phần này thầy cô sẽ dạy như thế nào thì tất cả các bài học nó đều có cái phần teaching notes nằm ở phía trên như thế này thầy cô click vào để xem à cái bài cái phần này nó dạy như thế nào mình nhiều khi mình xem giáo án rồi nhưng mình cũng có một chút quên quên chẳng hạn thì chúng ta có thể mở teaching notes ra đây chúng ta xem lại một chút chúng ta tham khảo hoạt động khi chúng ta làm việc thì đây là một cái sự tiện lợi rất là lớn mà nhóm tác giả cũng như là bộ phận kỹ thuật đã tích hợp vào đây. thì Activites này nó là một phần mềm offline, thầy cô tải về một lần duy nhất, thì nó cũng giống như PowerPoint vậy? thầy cô tải về một lần duy nhất, chúng ta cài và chúng ta uh, mở ra, là chúng ta dạy luôn, chúng ta không cần phải có internet. thì trong những cái phòng học mà nó ở hơi xa xa cục wifi một chút hay là những phòng học mà thậm chí không có internet thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái phần mềm này để mà dạy học. thì như vậy thì chúng ta thầy cô thấy là chúng ta có những cái kênh mà chúng ta dạy học phục vụ tài nguyên sách giáo viên rồi là rất là nhiều những nguồn tài nguyên bổ trợ khác nhằm việc là thầy cô có thể đa dạng hóa bài dạy của mình à, học sinh thì lúc nào sẽ cũng cảm thấy là hứng thú và cũng như là bài học của thầy cô hôm nay có lại có cái gì đó nó mới mới thì trong từng bài dạy thầy cô không phải có công soạn những cái bài giáo án này kia nó nó chúng ta tham khảo chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi chỉnh sửa được nhưng mà không cần phải tự soạn một trăm phần trăm vâng thì đó là toàn bộ phần trình bày của em khánh bây giờ chúng ta sẽ có một mini game nhỏ về english discovery và đặc biệt rằng là trong cái phần trò chơi này chúng ta có thi đua tính điểm thầy cô nào mà trả lời được nhanh nhất và đúng nhất thì sẽ nhận được món quà trực tiếp từ em ngay tại bây giờ luôn à, thầy cô giúp em là chúng ta sẽ mở cái điện thoại của mình ra và quét mã qr đang hiện trên màn hình ở đây ạ à. sau đó thầy cô bấm tên của mình rồi Thầy cô giúp em chúng ta mở điện thoại ra. Chúng ta quét mã QR code ở trên màn hình ở đây. Chúng ta sẽ truy cập vào một cái website gọi là Kahoot. Thầy cô chơi game Kahoot bây giờ chưa ạ? Rồi, thầy cô có vào được cái 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 mã này chưa ạ? Yes, rồi. À, luật chơi của Kahoot là như sau. Thầy cô một là thầy cô quét cái mã lúc nãy em Khánh có chia sẻ được ạ hoặc là thầy cô sẽ ừ uh, em Khánh thấy là có 7 thầy cô đã vào được đây rồi hoặc là thầy cô có thể click vào trong phần Zoom. Đây em Khánh có cái link ở đây. Thầy cô một là thầy cô click vào link, hai là thầy cô sẽ vào bằng cách quét mã QR ở đây. Ồ, em khánh thấy thầy cô ở đây đã truy cập vào khá là nhiều rồi 13 thầy cô rồi Rồi, 13 thầy cô ở trong này rồi Câu hỏi thì rất là dễ thôi ạ à nó liên quan đến tất cả những cái gì mà sáng đến giờ em khánh có trình bày cũng như là sáng ngày hôm qua chắc nó cũng có một tí tí <laughs> ok à, ở cái phần này thì thầy cô sẽ chúng ta sẽ nhìn câu hỏi ở trên màn hình em khánh xin nhắc lại ạ à. chúng ta nhìn câu hỏi ở trên màn hình và các đáp án ở trên màn hình luôn ở trên màn hình của em Khánh đang chia sẻ đây ạ tức là thầy cô vẫn nhìn vào trên màn hình chính hộ thả mình đang ngồi đấy ạ và câu trả lời sẽ tương ứng thầy cô chọn trong điện thoại tức là điện thoại mình chỉ là để chọn thôi còn câu hỏi và câu trả lời nó nằm hết trên hình tức là thầy cô nhìn thầy cô chọn đáp án là cái hình hình nào thì nhìn xuống điện thoại hình chọn đúng cái hình đó trong điện thoại mình là được và nó sẽ xếp hạng à, ai trả lời nhanh nhất thì nó sẽ tính là winner ok được không ạ Thầy cô có thể là hai một nhóm, hai người thảo luận bấm cho nhanh cũng được ạ. À. Một, một người nhìn màn hình, một người chuyên nhìn màn hình, một người chuyên bấm cũng được ạ. À. Chúng ta bắt đầu chơi thầy cô nha. Rồi, em thấy là 28 người chơi đã tham dự rồi. Rồi, chờ thêm một tí nữa tỷ lệ chọn cao hơn. Thôi, mình bắt đầu thầy cô nha. Những thầy cô khác mà chúng ta chưa vào kịp ấy, thì chúng ta uh, ngồi với cô bên cạnh. Chúng ta xin cô cho tham mưu để chút nữa chúng ta chia đôi quà nha. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu thầy cô nha. Thầy cô nhớ giúp em là chúng ta sẽ nhìn trên màn hình hội thảo, xem câu hỏi, xem luôn đáp án ở trên màn hình đó và chỉ nhìn xuống điện thoại của mình để chọn câu đúng thôi. Và mình sẽ cố gắng thật nhanh. Chúng ta sẽ có 7 câu hỏi là multiple choice. A, B, C, D và một câu hỏi là true or false. Rồi, bắt đầu ạ. À. English Discovery 4. Câu hỏi đầu tiên. Có bao nhiêu chủ đề chính trong sách English Discovery 4? Có bao nhiêu chủ đề chính? Bao nhiêu chủ đề? Câu này lúc nãy giờ mình có nói với nhau rồi thầy coi nha. Rồi có 11 câu trả lời đúng Chúng ta có tổng cộng 10 chủ đề Vậy người đầu đang là top dẫn đầu là cô Minh Ánh Tiếp theo câu số 2 Mỗi chủ đề có bao nhiêu bài học Bài học tức là lesson đấy ạ, Chứ không phải là tiết học đâu ạ. Thầy cô lưu ý với bạn từ này Có bao nhiêu bài học được thiết kế Chứ không phải là tiết học ạ. Tiết học là trong phân phối chương trình Còn bài học là lesson Có bao nhiêu bài học? Yeah, 13 thầy cô trả lời đúng. Chúng ta có 8 bài học và 11 là 11 tiết trong phân phối chương trình đấy ạ. À. Rồi, chính xác. Tiếp theo ạ. À. Yeah, cô La La đang là cô dẫn đầu. Tiếp theo ạ. À. Phần từ vựng và ngữ pháp được thể hiện ở bài học nào? phần từ vựng và ngữ pháp thầy cô nhớ giúp em chúng ta được tách ra làm bao nhiêu phần nhỏ để học sinh dễ tiếp thu hơn à, từ vựng và ngữ pháp và tiết đó là tiết nào lesson nào đó Rồi, dạ yeah. chúng ta có 12 câu trả lời đúng, tiết 1, 3 và 5, tiết 2 và tiết 6 là tiết ôn tập, tiết 4 là tiết học về phonics đúng mà. Rồi. Dạ yeah, hiện tại cô Lala La vẫn là người dẫn đầu. Tiếp theo ạ. Câu hỏi số 4, thầy cô có thể tìm thấy phần mô tả các phương pháp dạy học hiện đại ở đâu? À, phương pháp dạy học hiện đại, phần mô tả các phương pháp dạy học hiện đại ở đâu? Trong sách học sinh, sách giáo viên, bài giảng điện tử hay giáo án mẫu. À những thầy cô khác chúng ta không à, sách giáo viên à những thầy cô khác chúng ta không không vào được hút thì chúng ta có thể trả lời trong chat box ở đây em khánh thấy có cuộc trả lời trong này rồi đấy ạ. Chúng ta có sách giáo viên, đúng rồi ạ à. Phần mô tả, ví dụ như là những cái phương pháp dạy học làm thế nào Để tiếp cận học sinh, những cái đánh giá thường xuyên Thì chúng ta có mô tả trong sách giáo viên Sách học sinh chắc chắn không có đúng không? Bài giảng điện tử thì đó là một bài dạy hoàn chỉnh rồi Nó sẽ không mô tả đến các cụm từ này nữa Giáo án mẫu cũng như vậy, không mô tả nữa Chỉ có sách giáo viên là nơi sẽ đề cập những điều này Rồi, tiếp theo ạ à. Chúng ta có câu số 5 Phần mềm dạy học có tên là gì? Ừ, phần mềm dạy học có tên là gì? Phần mềm dạy học là cái phần mềm mà lúc nãy em Khánh mới vừa demo xong luôn Chơi trò chơi với các cái đồng hồ ấy thầy cô Phần mềm dạy học 12 câu trả lời đúng có tên là Active Teach và người dẫn đầu hiện tại đang là cô LaLa. Rồi, tiếp theo ạ. À. Phần luyện tập kỹ năng nói cho học sinh nằm ở tiết học số mấy? Luyện tập kỹ năng nói. Ờ, oh, Speaking. Tiết học số mấy? 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8 hay là trong tất cả các tiết học? Luyện tập kỹ năng nói. Ừm. À em thấy là trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Khê là có nhắc cái thầy cô ở đây là trong tất cả các tiết học. Câu trả lời đúng là trong tất cả các tiết học thầy cô thấy biểu tượng mà speaking phần nói phần nào cũng có, tiết nào cũng có và chúng ta rất là nhiều khi bởi vì chúng ta học ngôn ngữ là phải nói đúng không ạ? À? Rồi chúng ta có trong tất cả các tiết học. Vâng, hiện tại cô Lala La vẫn đang là người dẫn đầu. Tiếp theo ạ. À, Câu số 7 cũng là một câu multiple choice. Website tải toàn bộ tài nguyên của sách English Discovery các cấp độ có tên là ừ, tên miền của website đó. Cái này thì ngày hôm qua Khánh có nói nhưng ngày hôm nay chưa nhắc lại. Cánh gạch ngang edu.vn, cánh vn cánh edu hay cánh com ok, yeah đúng rồi ạ à. thầy cô ơi, chúng ta có thể tải tất cả các nguồn tài nguyên ở cánh buồm gạch ngang edu vn vâng cô minh ánh đang là tiếp theo rồi tiếp theo ạ à. true or false câu cuối cùng thầy cô trả lời thật nhanh chúng ta thầy cô chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ cho việc sử dụng tài nguyên của bộ sách english discovery là đúng hay sai thầy cô chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ cho việc sử dụng tài nguyên của bộ sách English Discovery là đúng hay sai? Chỉ đúng hay sai thôi ạ. 14 câu trả lời ở đây rồi ạ. Sai, đúng rồi. 10 thầy cô rất là quả quyết. Không, chúng ta không phải trả bất kỳ chi phí nào Nhỏ cũng gọi là có Bây giờ ta không phải trả bất kỳ chi phí nào Thì nó mới là câu đúng Còn câu này là sai Chúng ta sẽ được nhận tất cả các nguồn tài nguyên qua website Cánh buồm gạch ngang edu.vn Và thầy cô sẽ không phải trả bất kỳ các chi phí nào cả Vâng thì đó là phần trò chơi Và chúng ta xem Ai là người đang Uh, top đứng vị trí số 3 là cô Maya đó ạ cô Maya 5.460 điểm trường tiểu học Tân An đứng ở vị trí số 2 và vị trí đầu tiên của chúng ta chính là cô Trang wow cho em hỏi cô Trang là runner up cô Trang là đang cô Trang giúp em Khánh là uh, gõ giúp em số điện thoại Zalo của cô Trang vào trong chatbox để em Khánh gửi quà cho cô Vâng, thì trò chơi này nó cũng kết thúc phần uh, trình bày của em Khánh ngày hôm nay thì trong thời lượng là 90 phút. Thầy cô rất cảm ơn thầy cô cũng đã uh, đồng hành cùng em Khánh cũng như là nhà xuất bản trong việc là tìm hiểu thêm cũng như là chúng ta tham khảo về tiết học mẫu. Thì uh, ở đây thầy cô ở uh, em Khánh sẽ có thêm những cái buổi tập huấn. À, à, những buổi tập huấn những cái buổi sinh hoạt chuyên môn chuyên đề hoặc là hướng dẫn dạy học demo à hội giảng dành cho những điểm trường những phòng giáo dục sử dụng sách English Discovery như là năm ngoái thì em Khánh tháng tháng 6 năm vừa rồi thì em cũng có đến tại Quảng Ninh ở hai phòng giáo dục để có thể làm việc trực tiếp với các thầy cô về à, nội dung tập huấn. Thì à, ngoài ra thì à, những cái phần hỗ trợ khác từ nhà xuất bản thì mỗi trường sẽ được tặng một à, bộ sách đầy đủ tài liệu à, sách học sinh, sách bài tập và sách giáo viên class card và Story card. Ngoài ra, chúng ta có những sự hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trong group Zalo hay là liên hệ trực tiếp. Chúng ta có những website, có website tải tài liệu miễn phí toàn bộ. Thì uh, hiện tại group Zalo thì cũng đã Uh, cũng đã có uh, rất là nhiều những thầy cô ở đây đã tham gia group zalo của Elite Discovery rồi thì những thầy cô nào chưa tham gia chúng ta có thể quét mã để tham gia uh, đăng ký nhận sách mẫu đăng ký nhận sách mẫu cũng như là những nguồn tài nguyên hay là có bộ phận hỗ trợ thì luôn luôn nằm ở trong này thì uh, luôn rất là willing mà uh, giải đáp tham khảo thêm qua website cũng như là trong group Zalo thì rất là cảm ơn quý thầy cô rất nhiều trong ngày hôm nay đã rất là tích cực tham gia những cái hoạt động kể cả bật camera, bật mic hay là hát hay trả lời câu hỏi rất là vui. Thì cuối cùng là thông tin của chị đại diện khu vực chị Lê Thanh Loan, giám đốc khu vực Đông Bắc Bộ là chịu trách nhiệm trực tiếp tại khu vực Quảng Ninh của mình. Thì có số điện thoại của chị và email thì tất cả những lúc mà thầy cô có câu hỏi gì có thể đặt và gửi trực tiếp đến cho chị. Tổng hợp theo điểm trường cũng được hoặc chúng ta theo điểm cụm theo phòng cũng được ạ. Vâng à, cảm ơn thầy cô, hi vọng thầy cô thích cái buổi dạy demo ngày hôm nay cũng như những cái thông tin mà em Khánh đã chia sẻ và rất hy vọng được gặp lại thầy cô Quảng Ninh trong một ngày gần nhất. Rồi thầy cô có câu hỏi gì không ạ? Thank you. Vâng cảm ơn à, trường tiểu học Hạ Long 1 ạ, ở Vân Đồn ạ. Hy vọng là có cơ hội đến tại Vân Đồn. À cảm ơn trường tiêu học Kim Đồng ạ. Vâng cảm ơn và chào các thầy cô hẹn gặp lại các thầy cô trong một ngày gần nhất à, thầy cô có góp ý gì về bài dạy hay là có những cái góp ý gì về thêm tài nguyên thì thầy cô cũng có thể gửi trong chat box hoặc là trong group zalo vâng à, chúc thầy cô một ngày cuối tuần vui vẻ và trọn vẹn cảm ơn thầy cô đã dành một buổi sáng thứ bảy cho cánh buồm cho Pearson và cho English Discovery yeah see you soon vâng à, uh, cô Khánh nhé Dạ vâng, em cảm ơn ạ. vâng à phần của em là xong rồi chị Loan có thể phát biểu kính à. à, thưa quý thầy cô, quý thầy cô vừa tham khảo qua một cái một một tiết dạy, thực ra đấy là nội dung của full hai tiết dạy cô Khánh nhỉ. của hai tiết dạy. À, đối với cơ trong unit 2, lesson 5 thì quý thầy cô thấy cái phần PowerPoint đấy thì có có cô có, có, có thầy cô có thể góp ý thêm về cái nội dung của bài PowerPoint được không ạ? Nếu các thầy cô còn chưa rời khỏi buổi dung ngày hôm nay thì các thầy cô có thể cho em xin ý kiến một chút về nội dung của bài PowerPoint mà bên phòng chuyên môn của chúng em đã xây dựng trong bộ sách Discovery lớp 4 được không ạ? Thì đối với bộ sách lớp 1, 2, 3 thì chúng em cũng có full cái phần tài nguyên hiện tại thì các thầy cô ở các khu vực khác đã giảng dạy. Thì nếu như các thầy cô muốn tham khảo thêm bản full của các lớp dưới thì các thầy cô có thể vào website mà em đã để trong một chat box để các thầy cô tham khảo thêm. Còn đối với nội dung của sách lớp 4 thì chúng em sẽ chia sẻ một phần những tài nguyên quý thầy cô mà muốn nhận thêm những phần nội dung như cô Khánh đã chia sẻ thì chúng em sẽ gửi qua group Zalo chung để các thầy cô tham khảo về những cái tài nguyên của lớp 4 và cái việc mà khi mà chúng em xây dựng cái chương trình cũng như xây dựng những bài PowerPoint cũng như là cái phần mềm giảng dạy mà cô Khánh cô đã trình bày một phần ấy, thì chúng em cũng mong muốn là nó sẽ phù hợp nhất với thực tế giảng dạy của các thầy cô ở trên lớp với tâm lý của các em học sinh tiểu học em cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian tham gia vào buổi sáng ngày hôm nay với đinh chúng em ạ à, xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô trong một thời gian gần nhất ạ cảm ơn cô khánh cảm dạ, ơn vâng, cảm ơn chị loan ạ à. hẹn gặp lại các thầy cô ở đầu cầu quảng ninh một dịp online hoặc offline gần nhất ạ vâng hy vọng ừ. là còn có cơ hội hợp tác cùng các thầy cô những buổi sau ạ chào thầy cô em chào cô loan ạ dạ, cảm ơn vâng, cảm ơn thầy, thầy cô ạ Dạ, vâng, cảm à, vâng, em ơn ơn trường tiểu học Lý Thường Kiệt đã cho em cái lời nhận xét động viên để chúng em cố gắng tiếp tục hơn trong cái thời gian tới ạ. Các bản PowerPoint gồm 4 tiết trên tuần nhân với đủ 35 tuần học thì tương ứng với 140 tiết học PowerPoint sẽ gửi được gửi đến quý thầy cô bản đầy đủ nhất. Nếu như các thầy cô mà quen sử dụng PowerPoint à. <laughs> Em cảm ơn quý thầy cô ạ.